Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anh Tiến Studio. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một siêu phẩm đến thương hiệu Garmin, đó chính là em MarkQ Captain, một trong những sản phẩm đặc biệt nhất đến từ MarkQ series của Garmin. Với mức giá lên khoảng 50 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ thông minh thì thật sự đây là một mức giá không tưởng đối với mình. Nhưng sau một khoảng thời gian trải nghiệm với sản phẩm này ấy, thì mình thấy rằng là em nó có điểm vô cùng đặc biệt, vô cùng khác biệt mà những chiếc đồng hồ khác hoàn toàn không có. Vậy để trong video này hãy cùng mình tìm hiểu những điểm đó nhé. Bắt đầu thôi. Điều đặc biệt đầu tiên đó chính là vật liệu cấu thành. Có thể nói rằng vật liệu cấu thành đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá trị của sản phẩm, kể cả sản phẩm đó không được trang bị những tính năng tối tân nhất. Chúng ta có Forerunner series mang lại chúng ta rất nhiều giá trị về hỗ trợ tập luyện thể thao, nhưng với vật liệu cấu thành được làm bằng chất liệu polymer cốt sợi dùng để tối ưu để giảm trọng lượng của sản phẩm một cách nhẹ nhất. Nhưng với chính cái việc sử dụng polymer cốt sợi này, nó khiến chiếc đồng hồ trở nên khá là giống một chiếc đồng hồ đồ chơi, hay nói một cách nặng nề hơn thì trông nó khá là rẻ tiền. Còn đối với MarkQ Captain thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với kích thước là 46mm và trọng lượng là 95g, nó xấp xỉ bằng hai chiếc Forerunner 95 gộp lại luôn. Nói đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng là chiếc đồng hồ này khá nặng. Thì mình nghĩ là đúng thôi, bởi vì chiếc đồng hồ này nó không dành cho tất cả mọi người. Nhưng mỗi khi mà mình đeo chiếc đồng hồ này thì trọng lượng này nó lại gợi nhớ cho mình về cái chất liệu. Cái case của chiếc đồng hồ này hoàn toàn được làm chất liệu titanium. Và ngoài ra cái viền bezel làm chất liệu ceramic. Và mặt kính của chiếc đồng hồ làm chất liệu sapphire. Với những chất liệu như thế này thì chiếc đồng hồ trông khá là xa xỉ, sang trọng và bền bỉ theo thời gian sử dụng. Điểm đặc biệt thứ hai đó chính là về các nút điều khiển. Với một mức giá là xấp xỉ 50 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ thông minh, nhưng trên chiếc đồng hồ này thì nó lại không được trang bị khả năng cảm ứng. Nói đây có thể là nó hơi bị buồn cười và lạ lùng một chút, nhưng đối với mình đây là một điểm cộng khá lớn. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp những vấn đề khi sử dụng khi mà chúng ta đang đi tay ướt này, hoặc là đeo găng tay khi chúng ta ở bên ngoài nữa. Mà bù lại thì trên chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có 5 phím cơ với những chức năng riêng biệt. Với những thao tác vô cùng đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc đồng hồ này rồi. Có thể thời gian đầu tiên ý, để làm quen với 5 phím cơ này thì chúng ta sẽ mất thời gian hơn một chút. Nhưng mình sẽ chỉ các bạn một tip để giúp các bạn có tiết kiệm thời gian hơn. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phần hướng dẫn ở đây nhé. Chiếc đồng hồ này được trang bị rất nhiều tính năng thông minh. Khi bạn kết nối chiếc đồng hồ này với điện thoại thì nó sẽ giúp các bạn thông báo cuộc gọi đến này, tin nhắn đến này, danh sách các tin nhắn này, và chúng ta có thể xem lại bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một danh sách các thông tin hàng ngày, ví dụ như về thời tiết này, điều chỉnh nhạc này, và các thông số mà được ghi lại bởi những chip cảm biến được trang bị trên thiết bị này. Nếu bạn cảm thấy phiền toái khi phải mang điện thoại khi chạy bộ ngoài trời để nghe nhạc ấy, thì các bạn đừng lo, bởi vì chiếc đồng hồ này chúng ta có bộ nhớ trong lên đến 32GB để giúp bạn có thể lưu trữ nhạc đến 1.000 bài hát và rất nhiều thông tin khác nữa như là bản đồ nữa. Chỉ với chiếc tai nghe Bluetooth cùng với chiếc đồng hồ này thì bạn có thể nghe được bài nhạc bạn yêu thích ở bất cứ nơi đâu bạn muốn mà không phải mang theo một chiếc điện thoại công cảnh nữa. Bên cạnh tính năng thông minh ở phía trên thì chiếc đồng hồ này còn được trang bị thêm GPS để giúp chúng ta theo dõi hoạt động ngoài trời nữa. Đây là một tính năng đã làm nên tên tuổi của Garmin trong thời gian qua. Điều thứ ba đó chính là về thời gian sử dụng. Trong khi các loại đồng hồ thông minh khác trên thị trường, ví dụ như là Apple Watch hay là Samsung Active 2, chúng ta đều phải sạc lại sau mỗi ngày, thì trên chiếc đồng hồ này chúng ta có thể sử dụng lên đến 9 ngày chỉ với một lần sạc. Và thời gian sử dụng ở đây thì mình muốn nói đến theo nghĩa đen nữa, đó chính là về thời gian bảo hành. Thông thường các đồng hồ thông minh trên thị trường chúng ta chỉ được bảo hành có 1 năm mà thôi. Nhưng riêng dòng MarkQ series nói chung và MarkQ Captain nói riêng thì sẽ được hỗ trợ bảo hành 3 năm chính hãng của Garmin tại thị trường của châu Á. Đây phải là một con số vô cùng ấn tượng, 3 năm đấy các bạn ơi. Điều đặc biệt thứ tư đó chính là sự tập trung. Mỗi một sản phẩm của MarkQ series đều có hướng đến một khía cạnh người dùng khác nhau. Chúng ta có trên con Captain này sẽ có tính năng về đua thuyền này, bảng thủy triều này, thì chắc chắn là nó sẽ hướng đến thủy thủ rồi. Chúng ta sẽ có MarkQ Athlete dành cho những vận động viên, MarkQ Advanced dành cho những người thích đi phượt, thích khám phá, và MarkQ Driver là chúng ta sẽ có một trong 250 đường đua trên toàn thế giới để dùng làm mặt đồng hồ. Có thể nói rằng tất cả các sản phẩm của MarkQ đều có những tính năng riêng, để có sự khác biệt và sự đặc biệt riêng của chính nó. Và đặc biệt cuối cùng mình nói đến ở đây đó chính là sự khác biệt. Có thể nói chiếc đồng hồ này không phải dành cho tất cả mọi người. Đúng là như vậy, bởi vì với mức giá không tưởng lên đến khoảng 50 triệu cho một chiếc đồng hồ thông minh thì nó thực sự rất kén người sử dụng. Nhưng mỗi khi mà mình đeo chiếc đồng hồ này thì mình cảm thấy thực sự một điều khác biệt, một điều đặc biệt và một sự độc nhất nổi bật giữa đám đông luôn. Hoặc là đơn giản là dòng chú xuất mắt ở đây này. Cùng với thiết kế thủ công và vô cùng tỉ mỉ, đây là điều mà những chiếc đồng hồ thông minh khác trên thị trường hoàn toàn không có.
Và vừa rồi là một vài điểm đặc biệt của MQ Captain mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu bạn có câu hỏi gì về sản phẩm này thì hãy comment ở phía dưới nhé. Hoặc là có thể đến cạnh thác xuống của bên mình để trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ, nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho chúng mình. Xin chào, hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.